Vừa trẻ bò giống Vinh Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay có gì ba cặp mẹ con. Cái bò đực lỡ nữa. Mình quay ba cặp mẹ con cái cho cô chú anh chị xem. Ngày mai có ba cặp mẹ con đực. Mình quay ba cặp mẹ con cái nha. Từ nhỏ tiền cho tới hơi lớn tiền chút nha. Mẹ con cái. Đây con mẹ bô. Mẹ bô này đẻ lứa thứ ba nha. Mẹ bô này đẻ lứa thứ ba. Đây con nghe cái nó 4 tháng. Mẹ cái tinh rồi nha. Nghe cái kem. Mẹ con này 19 triệu nha. Mẹ con này 19 triệu. Giá rất là mềm, cái sinh sản nha. Đây mẹ con này 19 triệu. Còn bầu sữa này. Mẹ đẻ lứa thứ ba nha. Mẹ này mẹ bu xin. Con cái kem được 4 tháng nha. Mẹ cái tinh được hơn tháng rồi. Là mẹ con này 19 triệu. Mẹ cao gần 1m3 bò nha. Mẹ con này 19 triệu. Quay cặp đây. Mẹ con cái 3B. Mẹ đẻ lứa thứ hai. Con cái 3B được 3 tháng nha. 3 tháng ngoài tủ rồi. Mẹ con này 20. Đây, tôi cho cô chú chị xa xa thấy. Mẹ đẻ lứa thứ hai nha. Con bò con là gần 4 tháng rồi. Bò mẹ cái tinh được hơn tháng rưỡi rồi. Qua ba nước rồi đó. Chắc đậu rồi. Mẹ con này 20 triệu rồi. Mẹ con cái 3B này 20 triệu. Bộ số 2 nha. Bộ số 2 là mẹ con cái 3B là 20 triệu nha. Bò này bao lội bao hư cho hết cho cô chú anh chị nha. Bò này là sinh sản. Con nào hư bị lội đơm gì là mình bằng thịt hết rồi các bác. Mẹ con này 20 triệu nha. Mẹ con cái 3B. Mẹ cao 1m28 bò. Mấy cái 3B. Đây tới bộ số 3. Bộ này bộ lớn. Bò mẹ cao 1m4 mấy lần nha. Nhưng hơi ốm bò. Nghe cái 3B luôn. Đây cái 3B xuất qua. Đây nghe cái 3B đi. Hết hồn cái bộ sữa. Chật quá không có chỗ đứng mà. Bò mẹ cao 1m4 mấy nha. Mẹ này mẹ độ nha. Mẹ này đẻ lứa thứ ba luôn. Mẹ con này 28 triệu. Con này bố bò độ nha cô chú anh chị. Bò độ nha. Con nái này lúc trước chữa lần nái này 4 mấy triệu. Thằng lúc này bò ghẻ quá. Nái này rất là to, nái chặn nhất bò nha. Bò sữa là hết ý luôn. Một cái năm vú. Đây nè, chân móng gấp rồi nè. Móng sò luôn nha. Mẹ con cái 3B này 28 triệu nha. Muốn đi mẫu bò độ. Còn mẹ con bên đây là con xin. Cũng còn bốn bò lắm. Đẻ lứa thứ hai nè. Con cái 3B. Mẹ con này 20. Rồi bộ thứ ba. Bộ thứ tư. Bộ thứ tư là mẹ con đực. Bộ thứ tư này mẹ con đực nha. Con đực này 5 tháng tuổi. Mẹ chữa được gần 2 tháng rồi. Cái này chắc bao chữa luôn cho cô chú anh chị luôn. Mẹ này gần 2 tháng rồi, có thể khám được rồi. Mẹ pháo cam mới kém pháo kem nha, mới đẻ lứa đầu được. Nè. Được kép 2 nha. Mẹ sạch bò lắm. Sạch coi được bò. Chứ bò này chưa tắm còn chưa hay. Mẹ con đực này 30 triệu. Mẹ con đực này 30 triệu nha. Mẹ con đực này 30 triệu. Bộ mẹ con cái nó 20 mà. Mẹ con thứ tư này là mẹ con đực 30 triệu. Được kem 5 tháng rồi. Đẹp. Con được kem này giờ 14 triệu rồi. Mẹ rất là to nha. Mẹ 1m35-36 rồi. Chiều cao. Rồi bộ thứ 5. Bộ thứ 5 này là bộ ghẻ tiền. Bò này bò cỏ hồi xưa nha. Bò này đẻ 5-6 lứa rồi. Mà đẻ cái đực. Mẹ con này 18 triệu. Mẹ này chữa rồi. Con đực này 5 tháng.
giống bò này nó trung mà nó bò cỏ hồi xưa nghe cô chú đi, chúng nào này bò cỏ hồi xưa, giờ kiếm nó cũng khó, giá rẻ 18 triệu nha, mà nhá được, nhá được 5 tháng rồi, đây nhá được đi đầu tuổi, mẹ con này 18 triệu là cặp thứ năm nha. Đây mẹ con đực, cái này dễ lời rồi, mình nuôi con đực đó mình bán lại mẹ. Đây là cặp thứ năm nha, còn một cặp thứ sáu nữa, cặp mẹ con đực nữa. Rồi mình báo giá lại cặp thứ năm này là 18 triệu nha, mẹ con đực, mẹ cỏ nha, mẹ đúng cỏ hồi xưa luôn, nhỏ con, đẻ con đã. Đây cặp thứ tư là mẹ con kem, giống bò cha bô lai nha, kem trắng. Mẹ con đực này 30 triệu. Bộ thứ ba là mẹ con cái 20 triệu, mẹ cái 3B nha, mẹ bốn bò lắm. Cặp thứ hai, cặp này cặp độ, mẹ con cái này 28 triệu, nái này nãy lớn, nái giờ này nái này gần 400 kg hơi rồi, tại nó hơi ốm chứ nái này gần 600 kg, 500 mấy 600, lúc nó mập có chữa. Rồi mẹ con cái này 19 triệu nha, mẹ cái kem. Rồi cặp thứ sáu là mẹ con đực nha, cặp thứ sáu là mẹ con đực, cặp này ngon, cặp này dài đòn ác, con đực em 4 tháng rưỡi tuổi rồi, mẹ chữa được 38 ngày, gieo tinh được 38 ngày con bò mẹ nha, lông lông sắc lẻ mà, tại mình mới tắm nè, mẹ con này mới xuống xe nó dơ mới tắm nó hơi ướt lông, mẹ này đẻ lứa đầu nha, mẹ con này 32 triệu, mẹ này mới đẻ lứa đầu luôn, đẻ được nè. Đực này giờ 15 triệu là mình bán dễ bán, đực thì ngon. Gần 5 tháng bò ăn mạnh lắm. Đây mẹ nó, mẹ cái được 30 mấy ngày rồi. Mẹ con này 32 triệu nha. Rồi cô chú anh chị coi xem mình 6 bộ, 6 cặp mẹ con này mình thích bộ nào mình mua bộ đó. Bò này thì bao hết 100% vì vấn đề lòi lú, bú ép xe gì chân móng gì bao hết, cặt giò gì cũng có luôn. Bò này kỹ lắm. Mẫu bò sinh sản nha. Rồi cô chú chị mình thích cái mẫu nào thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Mình quay từng lô từng mẫu cho cô chú anh chị xem.